Rồi để theo yêu cầu của rất nhiều học sinh, thầy sẽ thi thêm nhiều cái nick nữa để cho các em gặp càng nhiều câu khó càng tốt ha, để thầy sửa cho. Nhưng mà thầy cũng nói trước là gặp những câu mà đã làm rồi thì các em phải trở lại cái video lần trước để coi ha. Chứ những câu mà thầy đã làm ở cái nick trước rồi mà thì ở nick lần này mà đụng là thầy không có giải nữa. Để đỡ mất thời gian. Và gặp câu nào như vậy thì thầy sẽ báo rõ ở trong clip để các em biết chuyển qua cái clip trước đó các em xem ha. Thỏ vượt mê cung. Cái này là bằng AB mũ 5 ha. Gặp mấy câu dễ ta lướt qua cho nhanh. A mũ 22. 4 mũ 3 là 64, 3 mũ 4 là 81 và A nhỏ hơn B nhiều. Cái này mấy cái nick trước chúng ta gặp nhiều rồi. Rồi so sánh. 2 mũ 5 tất cả mũ 8, như vậy là 8 nhóm, mỗi nhóm có 5 số 2 nhân nhau. 8 nhóm mỗi nhóm 5 số 2, vậy đây là 2 mũ 40. Rồi 4 là 2 mũ 2. Tức là một nhóm 2 số 2 đó. 4 mũ 10 là 10 nhóm 2 số 2, như vậy là 2 mũ 20. Vậy là cái này là thành A mũ 60 các em nhé. Đây là A mũ 60 nè. Còn bên này 2 mũ 0 là 1 ha. Đây là làm vậy cho các em dễ hiểu đi. Chứ nói không khó hình dung. Rồi. A nó sẽ bằng 2 mũ 60. Như thầy nãy giờ phân tích đó, còn B thì bằng gì? 2 mũ 0 là 1 là bỏ đi. 4 mũ 10 á là 2 mũ 20. Tại sao vậy? 4 là 2 mũ 2 mà 10 10 cái như vậy. Như vậy là có 20 số 2 nhân nhau. 8 là 3 số 2 nhân nhau mà có 12 nhóm, vậy là thành 2 mũ 36. À, còn 16 là 2 mũ 4 nha. Như vậy nó sẽ bằng 2 mũ 60 là bằng nhau rồi. A và B đều bằng 2 mũ 60. Cái này ở clip trước có nha, ở cái nick trước có em. Các em coi lại. Coi lại cái nick bài khó. Cái này cũng có ở cái nick đó luôn ha. Nick bài khó. Giáo viên bích toán lớp 6 vòng 3 2016-2017. À, đằng sau nó có chữ là bài khó là kiếm vô đó. Thì thầy giải rất kỹ trong cái nick đó. Cái này cũng vậy. Cái này thầy giải rất kỹ ở cái nick trước. Các em lần lại hai cái nick trước các em coi ha. Nếu thầy nhớ không lầm là 100, đáp án là 100. Tìm cặp bằng nhau. Rồi. Điểm nào dễ làm trước em? Đây nè. 10 trừ 3 mới bằng 7. Đây, hai cái này đi với nhau. Số tự nhiên trừ 3 bằng 7 là số 10. Rồi à, n chẵn thuộc n sao, vậy là không được lấy 0, thì lấy từ 2. 2 4 6 8 có nguyên bằng 8, vậy là cái này nè, 2 4 6 8 với lại tập hợp này
Số số lẻ có 3 chữ số là 450 ha. Ở clip trước có thầy hướng dẫn kỹ lắm. Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau thì dĩ nhiên là 102 rồi. Số số tự nhiên có 4 chữ số là 9999 trừ 1000 cộng 1 là bằng 9000. 8. N này nằm giữa 7 và 9, thuộc số tự nhiên chỉ có số 8 thôi. Và 8 nhân 2 cộng 1 thì mới bằng 17. Vậy cũng đâu có đụng bài khó gì nhiều đâu các em. 13 cộng 5 là 18, chia 3 được 6. Vậy nó đi với anh này. Số số chẵn có 4 chữ số thì lấy 9000 chia đôi thôi. Số số tự nhiên có 4 chữ số là 9000 thì nó chia thành hai phe là chẵn và lẻ thì là 4500 gì nữa. Rồi. Số số lẻ có 2 chữ số là 90 chia đôi thì cũng là 45 thôi. Chướng ngại vật. Lấy 48 là dùng chung, 48 nhân cho 20 á. 960. Mong gặp câu khó mà sẽ ra toàn câu dễ không à. 132 nhân 9 cộng 132 là 132 nhân 10 đúng không ạ? À? Toàn câu dễ không. 2 mũ 30, 1024 là 2 mũ 10 ha. Vậy là thành 2 mũ 40 rồi nè. Rồi 8 mũ 10 á, là mỗi số 8 là 3 số 2 nhân nhau mà 10 nhóm, vậy là 2 mũ 30 nữa các em. Vậy là 2 mũ 70. Có 20 số 2 nhân à 70 số 2 nhân nhau trên này. Chả có câu nào khó cả. Cái mò đi. 8 thì nhớ là 8 ở clip trước gặp bài này là 8 mũ 4. Ồ không được, 4 ngàn mấy luôn. Vậy ta hạ xuống là 6 mũ 4 rồi coi. Đúng, số 6 coi. Chữ số tận cùng à, đây gọi là có một bài khó khó này. 16 mũ 4 thì các em để ý nè, số 6 mũ chẵn á thì đuôi nó bao giờ cũng ra 6 ấy. 6 nhân 6 là ra 6, 36 cái đuôi nó sẽ ra 6. 4 số có đuôi bằng 6 nhân nhau thì nó sẽ tạo ra một số có đuôi bằng 6. Rồi 10 số có đuôi bằng 6 nhân lại thì cũng ra số có đuôi bằng 6 thôi. Đó. Như vậy là 16 mũ 4 tất cả mũ 10 là ra một số rất là lớn, không biết bao nhiêu nhưng mà đuôi bằng 6. Còn bên này 25 số 3 nhân nhau thành một nhóm. Mà có 4 nhóm như vậy là có 100 số 3 nhân nhau. Tức là 3 mũ 100 đó kìa. 3 mũ 100 thì thầy tách ra thành 3 mũ 2 nhân cho 3 mũ 98. À xin lỗi, 3 mũ 100 là thầy tách ra là thành 3 mũ 4. Là 4 số 3 nhân nhau mà thành 25 nhóm như vậy. Giờ các em để ý là 3 mũ 4 là số 81. Vậy đuôi bằng 1, đuôi bằng 1 thì mũ 25 thì cũng đuôi bằng 1 thôi. Thì có bao nhiêu số 1 nhân lại cũng đuôi bằng 1 thôi mà. Đây là số có đuôi bằng 6, đây là số có đuôi bằng 1 thì nhân lại sẽ tạo thành một số có đuôi bằng 6 ha. Câu này gọi là lạ lạ một tí thôi chứ cũng không khó. Ồ vậy xong rồi. Dễ quá các em nhỉ. Rồi tạm biệt các em.